Rồi anh hướng dẫn sử dụng web. Đầu tiên mình vô cái tên web của mình, xong rồi mình lấy cái này mình sạc admin. Sạc admin. Tên đăng nhập với mật khẩu thì anh có gửi qua Zalo á, mình lên đó mình xem, rồi mình bấm đăng nhập cho. Sau khi vô trong đây xong rồi, mình muốn mà thêm sản phẩm á, thì bấm vô lại sản phẩm và chọn là thêm mới. Em muốn thêm sản phẩm, đầu tiên là em đánh tên của sản phẩm đây chưa? Rồi em thấy ở đây nè, nó có là ngôn ngữ mặc định của nó chính là tiếng Hoa đó, thì em sẽ đặt tên sản phẩm bên bánh ở đây, ví dụ ABC. Rồi nội dung chi tiết sản phẩm thì em đánh ở dưới đây, đánh dễ chẳng hạn đó, nội dung chi tiết các em đánh đây, còn mà đưa hình vô nội dung thì bấm thêm media này và tải tập tin lên chọn. Thì giờ anh tải một tấm hình mọi lên đi đó, bấm vô siêu và đây, ví dụ anh lấy tấm này đi đó, bấm vô tấm này mở lên đây. Rồi bấm thêm, để này là thêm hình vào đó, còn mà muốn mà hình nó, nếu mà muốn hình nó bự lên thì bấm vô tấm này, và cái chỗ này thì mình lấy cạnh giữa, mình muốn kích thước lớn thì mình chọn cái kích thước đầy đủ và bấm lên. Ở đây sẽ tải lên tấm của mình. Rồi cái này là danh mục của sản phẩm đó như thế nào đó, nó thuộc sản phẩm, nó thuộc danh mục nào, em chọn danh mục đó, ví dụ danh mục này chọn một này. Rồi đây là tấm ảnh đại diện, tấm ảnh đại diện cho cái sản phẩm đó chính là cái tấm ảnh đại diện bên ngoài này nè. Đây là này gọi là tấm ảnh đại diện đó. Thì bấm thiết lập ảnh cho các bạn, em cũng chọn tải tập tin lên, bấm chọn. Ví dụ tấm này là tấm ảnh, tấm này là tấm ảnh đại diện đi đó, em bấm vô đó cho lớn lên, xong rồi em bấm đặt. Em bấm lớn lên. Nếu mà trường hợp mình nó lớn không được á thì bấm vô ít tìm tắt đi, lại bấm nó đang bấm lên. Nhiều khi do nặng quá nó lớn không được, bấm lúc đang, xong rồi em bấm lại lên cái, bấm lại thiết lập lên cái, là lúc đó thì cái tấm ảnh của mình nó đã lớn xong rồi. Em bấm chọn á, có dấu chén này không, bấm thêm đây. Em muốn thêm giá thì em nhập đây, còn muốn thêm về thôi. Sau cuối cùng á thì em bấm tiếp cập nhật. Ở ngoài đây là sản phẩm thì chưa có nên là em bấm lại trang chủ. Em sẽ thấy được cái sản phẩm em vừa mới đăng phải không, em không ai biết rồi. À, cái này là bên phần tiếng Hoa. Còn em mà muốn thêm tiếng tiếng Việt, muốn thêm tiếng Việt hay là tiếng Anh cho nó thì chọn hai dấu cộng này, này là tiếng Việt, cái này là tiếng Anh. Đó, ví dụ mình chọn tiếng Việt đi, không qua tiếng Việt, không dấu cộng này qua. Đó, thì nó sẽ đồng bộ sản phẩm này với phần con kia đó, thấy không? Đó, ở đây em chỉ sửa lại cái nội dung thôi, tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt là nó là ABC1 đi, em sửa xong nó một cái. Ở đây tự động cái mục nó cũng lấy danh mục tương ứng bên kia lấy qua luôn. Đó, danh mục tương ứng cũng lấy qua luôn. Đó, sau đó em bấm, em sửa tên này lại, là nội dung thì kia tiếng Hoa, em sửa tiếng Việt xong hết, em bấm đăng lại. Đó, làm tiếng Anh cũng vậy. Đây, bấm vô đây thì đó là nó ba ngôn ngữ này. Đó, sau khi thêm xong rồi đó là phần thêm. Cái này là danh mục hiện tại đang có, thì đây là những danh mục hiện tại đang có. Nếu mà thiếu danh mục nào em bấm vào phần danh mục này, em có thể thêm danh mục mới, thêm danh mục mới em thêm đây. Đó, rồi xong bấm nút luôn. Đó, thì đây là danh mục của ba ngôn ngữ luôn. Rồi sản phẩm của mình muốn xóa sửa thì bấm vào các sản phẩm. Đó, em muốn xóa thì bấm vào cùng rác, muốn sửa bấm chỉnh sửa vậy thôi. Đây là anh xóa đi. Đó, muốn sửa thì bấm vô chỉnh sửa. Đây là xóa, sửa bấm chỉnh sửa trên nè.